Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự xã hội và chuyển động pháp định đáng chú ý. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vào ngày 24 tháng 5, thì Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành thông báo gửi tới các luật sư về việc bà Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã từ chối nhờ người bảo chữa. Theo đó, từ ngày 17 tháng 5, từ trại giam Chí Hòa, bà Nguyễn Phương Hằng đã có đơn từ chối 8 luật sư bao gồm có Hà Ngọc Tuyền, Đỗ Hải Bình, Phạm Danh Tính, Hoàng Thị Hoài Thơ, Trần Thị Phú, Đặng Hoài Vũ, Nguyễn Đình Kim và Nguyễn Trung Chánh. Sau khi xem xét, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo cho các luật sư trên không còn là người bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm sắp tới. Được biết, các luật sư này đều do người thân của bà Phương Hằng mời. Như vậy, đến nay bà Phương Hằng chỉ còn một luật sư bào chữa là Hồ Nguyên Lễ. Trước đó, vào ngày 28 tháng 4, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.